1, 2. Chào các bạn đến với kênh Hà Sam. Xin chào tất cả các bạn đã đến với trận chiến mới của chị Hà Sam và anh Đỗ Đỏ. Và trận chiến hôm nay có mang tên là trận chiến ăn theo bảng chữ cái. Nghe tên thì cũng khó hiểu đúng không? Bây giờ chị sẽ giải thích nha. Đây, ở đây chị có một cái hũ như thế này và bên trong này chị có rất nhiều lá phiếu. Bên trong mỗi cái lá phiếu này nó sẽ chứa một chữ cái trong bảng chữ cái, các em hiểu không? Và chúng ta sẽ bóc và mở từng cái ra một và ăn theo bảng chữ cái này nhá. Có nghĩa là mỗi một bảng chữ cái, mỗi một chữ cái này sẽ tương ứng với một món ăn đúng không? Đúng rồi. Và luật chơi của trận chiến lần này đó là từng người một sẽ phải ăn món ăn của mình. Nếu như mà không ăn được món ăn của mình thì sẽ bị đối thủ búng một cái vào tai thật mạnh. Búng một cái vào tai cơ á? Thế này chắc chắn là không, mình sẽ phải cố ăn hết chứ. Làm sao có món ăn gì mà mình không thể ăn được đâu đúng không? Rồi. Vừa được ăn mà lại vừa được no bụng còn hơn là không được ăn mà lại bị búng. Đúng rồi. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không bắt tay vào trận chiến ngay thôi. Yeah. Em bốc trước nha. Cờ. Cờ. 1, 2. Cái gì đây? Con cua. Ui. Sao lại là cua? Con cua này đáng yêu mà. Ui. Cua lại còn là cua sống, cua nhảy tới đất. Anh bị hâm à? Ôi, hai cái cảm của nó này, ôi, đã ma luôn. Cái cây thì ăn thế nào được sống. Ôi, nó có chạy ra nó cắn không? Nó cắn nghe nhỉ? Hai cái cảm của nó dơ lên như thế này. Nó chạy ra kìa. Anh ơi, thế nào nhốt nó đi. Nó có bò ra được đâu em. Nhốt nó đi, trời nào, ơi. Ôi, bây giờ em có ăn được không? À? Không ăn được. Không ăn được để anh bùng tay nhá. Ôi, nó lại ra kìa. Ôi, à, nó bỏ. Ôi, con kia nó ra kìa. Cuối cùng anh đã bắt được con này rồi các em ạ. Chị là tham sợ thôi, còn anh không sợ một chút nào hết. Vất đi. Con cua này thôi có gì mà sợ đúng không các em? Thả nó đi, thả nó đi, thả. Được rồi, bây giờ anh sẽ đi cất hai con cua này nhá. Thôi, em không ăn được cua thì anh búng tay thôi nhỉ. Nào. Vậy anh ăn được hành tây không? Hành tây ăn được không? Hành tây này không ăn được. Thế, để em búng tay nhá. Thế là hòa. Xem nào, cái gì đây? Ca. Ca thì có món gì nhỉ? Kem kem. Ui. Con của em là N. N thì là gì nhỉ? N là gì được nhỉ? Em chả nghĩ là được món gì món N, hay là đầu óc em hôm nay bị làm sao ấy? Thế thì mở ngay ra thôi xem là có món gì. Không biết Bo chuẩn bị cho mình cái gì trong này là N ấy. Cứ mở ra thôi nào. Wow. Ngon ngon dã man luôn. Ôi ôi, không biết là có các bạn nhỏ nào thích ăn nho không nhỉ? Còn chị Hà Sam, chị Hà Sam rất cho anh một quả cho mà. Quả gì mà quả, quả gì mà quả. Quả của anh đây này, quả này còn to hơn đây này. Khế. Ui, chị Hà Sam cũng không thích ăn khế lắm đâu. Chị chỉ thích ăn nho thôi. Khế cũng ngon mà đúng không các em? Cho anh ăn luôn này. Ui dồi ôi. Ui, nho ngọt thế. Khế còn chua hơn cả chanh các em ạ. Chua dã man luôn. Nhiều nước ơi là nhiều nước. Nước chua lòn luôn. Kiếp, anh cắn thế thì đến bao giờ mà hết quả thế? Ăn nhanh nhanh lên chứ để còn chuyển cho các món khác nữa. Đủ lắm. Bò. Ơ, bò, con của em là đờ. Thế nào đúng nhỉ? Thế nào đấy? Thế là yeah. Một túi bánh bỏng ngô. Bà đúng là bỏng. Con của em đấy? Một quả đu đủ xanh trời ơi. Bỏng ngô anh rất thích ăn các em ạ. Ôi trời ơi, lần đầu tiên em thấy trong cuộc đời đò nó là quả đu
ngon luôn. Ngon. Của em ăn đu đủ của em đi. Có cần anh gọt ra không? Nhưng mà đu đủ xanh nhá, nó nhiều nhựa lắm, ăn ngứa hết mồm, sưng hết mồm ấy. Cứ thử ăn đi, em chưa ăn lần nào đúng không? Anh nghĩ là ngon đấy. Nhựa mà nó cắn một cái nhựa nó dính vào mồm, hai mồm dính lại nhau. Thế là không... Nào, em có ăn không để búng tay à? Để tên. Ăn nào được quả đu đủ xanh này. Ăn mạnh ấy. Nhựa dính đang chảy ra. Thôi, trận này nhá, anh vừa được ăn đồ ăn ngon lại vừa được búng tay. Úi dồi ôi. Tha Tham, không ăn được đúng không? Đâu nhỉ? Tha Tham mà cắn vào đâu nhỉ? Đây đúng không? Đây các bạn ơi, Hà Tam cắn chảy nhựa một chút này. Đấy. Không thể nuốt nổi các em ạ. Kinh dị quá. Đây này, một hàm trên còn đây là hàm dưới. Đây. Ơi. Ô. Con của em là gì đây? Của em lại là nờ. Nờ. Ô thì có món gì nhỉ? Nãy của em là nho này, bây giờ nờ không biết là cái gì nữa nhỉ? Ô chắc là ô tô. Ô tô ăn được à? Ui, của anh là ốc á. Ô là ốc đúng rồi nhỉ? Tành dã man luôn. Cái con ốc này là con ốc sống à? Hay là chín nhỉ? Nhìn con ốc như thế này chắc chắn là con ốc sống rồi còn gì nữa. Ê, các bạn ơi, nhìn này. Ba con ốc. Thế này sống thế này thì ăn thế nào được? Kinh dị nhờ. Ui, cái trò chơi này là càng ngày nó càng kinh dị rồi. Ôi, nó còn sống à? Nó vẫn sống. Ôi các bạn ơi, nhìn kìa. Ôi, em vừa biết thì các bạn đã nhìn không? Hay là mang con ốc này về xong rồi làm thú cưng nhỉ các bạn nhỉ? Ôi, ăn thế nào được? Ốc sống này ăn để mà đau bụng à, đúng không các bạn? Ăn được thì chịu. Bụng ai? Uống ba la xì bùa chắc chắn là có sự gian lận cấu kết gì đó ở đây giữa bạn Bo và anh Gấu Đỏ rồi. Đây. Em là X. Trời. X thì là có cái gì nhỉ? Xúc xích. Ủi ngon thế. 1, 2, 3. Ôi rồi ôi. Một quả xoài này. Quả ớt thế này thì ăn thế nào được? Quả ớt chua mà no đấy. Nhưng mà không biết ớt này có cay không nhỉ? Màu đẹp nhỉ? Nhưng mà em thấy quả ớt này hay nấu đồ ăn thì nó cũng không cay lắm đâu mà. Không cay, người ta bảo là ớt nào mà ớt chẳng cay. Lại còn văn thơ nữa cơ. Còn quả xoài này của em. Quả xoài của em chắc chắn lại là quả xoài chua thôi, đúng không các bạn? Sao anh cứ bổ thế nhỉ? Tại vì từ nãy là quả khế cũng chua, quả xoài chắc chắn là cũng chua thôi. Quả xoài này biết đâu ngọt thì sao? Em hy vọng, em nhìn quả xoài này em đoán là phải đậu 99% là ngọt. Ăn đi rồi sẽ biết. Ngọt. Ôi. Ngon. Thèm đấy. Không. Đùi ui. Không ăn được quả ớt này đâu các bạn ạ. Ớt này hột rất nhiều đây là mình còn chưa cắn đến chỗ hột đấy. Đúng rồi, uống tay đúng không? Nhẹ thôi. Chết rồi. Chết đâu, em cũng trúng rồi đấy. Nhưng mà lúc phải lỡ tay bấm nhẹ. Sao anh bốc trước ấy? Để em bốc trước lần này xem nào. Lần nào anh cũng bốc trước. Biết đâu anh lại cứ hay mắn may mắn hơn em. Sợ. Bây giờ gì đây nhỉ? R. Chị là cái gì đây? Mở ra đi. Em à? Cái gì đây? Bánh rán các em ạ. Bánh rán ngon thế. Các bạn ơi, củ xoa cho cái gọt đi nhìn rất là ngon luôn.
Đây, còn cái bánh rán của chị cũng rất là ngon, rất là ngọt. Rất là thích, chị rất thích ăn cái gì mà ngọt. Ủa ngoài, ngon thế. Ngon, giòn lắm anh ạ. Đánh giá heo nó hơi hổi luôn á. Giòn thế. Giòn ư là giòn luôn. Giòn lắm các em. Giòn ơi là giòn, nhưng mà vị nó như nào ấy? Em chưa ăn bao giờ. Vị nó chẳng có vị gì hết, ăn nó cứ nhạt, nhạt tèo ấy. Không vị lắm. Được mỗi một cái giòn thôi. Thử cái này đi. Lại ca. Rõ ràng lúc anh vào ca rồi nhỉ? Thế em lại bờ nữa này. Thế anh vừa nãy vào bờ rồi. Lúc anh vào bờ nhỉ? Chắc là chương trình này là gồm nhiều chữ giống nhau. Nói anh ca là khế à? Bây giờ ca là gì nhỉ? Sợ lại khế lắm. Nếu mà vào khế lên thì chắc anh chết các em ạ. Nó phải ăn mãi, cố mãi mới hết một quả khế chua đấy, chua lon luôn. Em biết đâu lại vào bờ là bẩn. Bẩn chắc là không có chuyện đấy đâu. 1, 2, 3. À, ca là kem. Trời ơi, ngon thế chứ. Tuyệt vời. Con của chị Hà Sang là một hộp bơ thực vật. Bơ cũng ngon mà. Ủa, bơ ăn với bánh mì ngon lắm đúng không các em? Nhưng mà đây là bơ không, chả có ăn cái gì cả. Bơ lạ nhỉ? Rõ ràng đây là kem con gấu ở ngoài hình. Hình kem có con gấu thế này cơ mà. Đây, hình con gấu đây. Thế nào mà... trong không có mắt mà trong có một màu đen xì thế này. Đây là con gấu này, nó kiểu như là nó bị đột biến gen ấy. Xong rồi nó đen hết cả người ấy. Nhưng mà không sao, dù sao nó vẫn là một que kem sô-cô-la, mùi rất là thơm. Và anh thì may mắn không phải ăn cái hộp bơ này. Hộp bơ này không ngon chút nào hết. Em thấy bơ này em cũng thích ăn, nhưng mà không thích ăn không thế này đâu. Nhưng mà thơm lắm. Nên có ăn không? Em thế nào toàn vào cái không ăn được thôi. Thì ai bảo em đen. Em đen. Lần nào chơi thử thách nhé, em cũng phải chú ý là mặc cái áo màu đỏ anh hiểu không? Để may mắn. Hôm nay mặc áo đỏ phản tác dụng rồi các em ạ. Quay ra đây. Trượt. Trượt ai? Trượt tôi thôi nhá. Món gì đây? T. T có món gì nhỉ? T có nhiều món lắm. T ví dụ như là táo. Thạch. Ô, thạch. Đúng rồi, T này chắc là thạch rồi. Thạch ngon lắm nhỉ? Ôi, M của em là M là gì nhỉ? M là nước mắm. 1, 2, 3. Quả trứng. Ôi, quả trứng ăn cũng ngon mà. Còn của em là mì tôm này. Hai cái này đều dễ ăn đấy nhờ. Trứng ngon lắm các em ạ. Các em ở nhà chắc cũng hay ăn trứng luộc rồi đúng không? Mì tôm phải đi kèm trứng. Nếu mà cho trứng vào ăn ngon lắm. Nhưng mì tôm sống thì không cần trứng đâu. Mì tôm của em ăn giòn lắm. Không biết là hồi bé anh có ăn mì tôm sống rồi nhỉ? Anh chả ăn mì tôm sống suốt. Và các bạn ở đây chắc là cũng rất nhiều bạn thích ăn mì tôm sống đúng không? Bạn nào thích ăn mì tôm sống thì nhớ bình luận cho anh biết đấy nhá. Tuổi thơ phải gắn liền mì tôm sống chứ. Còn trứng này thì chắc chắn cũng rất nhiều bạn thích ăn cơm trứng rồi. Anh cũng vậy, không ngoại lệ một chút nào hết. Và anh gấu đỏ sẽ dạy các em một cách bóc trứng rất là nhanh. Chỉ cần đập vào đầu, sau đó nó tách hai vỏ ra và mình sẽ dùng tay mình rút hai bên ra. Thế là bóc xong quả trứng rồi, không phải bóc từng chút một thế này đâu. Hà Sang có biết cách này không? Em không, anh dạy em đi. Em nhìn đây này, các em nhìn nhá. 1, 2. Trứng này nó là sống á. Không phải là trứng rồi á. Trứng sống rồi. Đang trứng sống anh Bo Bo không bảo mình nhỉ? Rõ ràng là lừa mình rồi. Trời ơi, thử thách này đúng là thử thách kinh dị rồi. Lượt hết tâm rồi các em ơi. Đấy, thấy chưa, nếu như đây là quả trứng chín nhá, đập thì anh sẽ rút đôi được ra như này. Và bên trong nó không bị chảy hết ra như thế này đâu. Đây này, quả trứng này chảy hết ra rồi. Ôi, anh có đỏ bẩn quá. Bẩn quá. Thế này anh phải đi gội đầu đã. Gội đầu xong thì lại tham gia thử thách tiếp nhá. Các em ơi, anh định đi gội đầu xong thì lại chơi thử thách tiếp. Nhưng mà thấy video này cũng dài rồi. Với lại người bây giờ anh hơi bẩn. Thế nên là chắc là video trận chiến này dừng lại ở đây thôi các em ạ. Dừng là dừng thế nào? Anh không ăn được thì anh phải bị búng tay chứ. Quên à? Nhưng mà trứng sống này ăn thế nào được? Thế thì búng tay. Các em ơi, video của chị Hà Sang và anh Cố Đỏ đến đây là kết thúc rồi. Các em thấy video này của anh chị có hay không? Nếu mà hay thì đừng quên bấm like video này nhá. Bấm like và bấm đăng ký.
ký kênh để ủng hộ anh với chị nhá. Anh với chị sẽ tiếp tục đạt thật nhiều video hay nữa để cho các em xem nhá. Và các em nếu mà muốn anh chị đóng thử thách gì ấy, hoặc là đóng về video về bất cứ thứ gì, thì các em nhớ bình luận ở bên dưới cho anh chị biết nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại em.